Xin chào các bạn và các em nhỏ, hôm nay mình ra vườn hái trái cây nha các bạn. Theo lời yêu cầu của các bạn và các em nhỏ là: cô ơi, chị hãy ra vườn quay lại những thùng dâu cho em xem đi, em nhớ lắm rồi những trái cây của nhà chị. Tại sao mấy ngày này không có video về rau quả trái cây? Mấy ngày hôm nay lạnh lạnh, trốn ở trong nhà núp các bạn, rồi đi chợ, quay chợ này kia làm video, rồi không có giờ ra vườn. Hôm nay sẽ ra vườn nha, thấy gì hái đó. Bây giờ các bạn theo dõi mình hái từng rau quả trong vườn mót nha các bạn, không có nhiều như mấy bữa đâu. Vậy ha, theo dõi mình nha các bạn ơi. Bây giờ mình thấy trái sung này chín mà tươi, mình sẽ hái ăn nha các bạn. Tại vì khi mà mình để chín mềm lên chút xíu là nóng lạnh trời nóng cái nó nứt, giống như bữa hôm đó mình không được ăn. Hôm nay sẽ được ăn trái sung này, thiệt là ngon ha. Hái đó, mềm rồi các bạn thấy chưa, sung Mỹ rất là ngọt, ăn cái hộp của nó rất là giòn giòn, nhai lụp bụp ở trong miệng, nó nổ giống như là nhà mình ngậm cái hạt gì mà nó nổ, mình quên rồi. Ở Việt Nam á, mình có cái hạt gì mà mình ngậm vô miệng cái nó nổ, cái này nó nhai nó nổ giống vậy đó. Đó, được một trái này các bạn. Người ta cắt cỏ nó ồn quá. Wow, không rửa luôn ha, chùi thôi. Chùi đi đó. Chùi nó bấm lên các bạn, thấy chưa, nó đang phấn ha. Chùi áo, chùi trên áo sơ nè. À, cái nó bấm chùi sạch bụi, ok hả? Hái được trái sung mà nãy giờ đợi 10 phút rồi mới được ăn. Tại cái nhà hàng xóm đó, người ta cắt cỏ đó các bạn, ồn, mình quay, mình nói, mình không biết mình nói gì luôn, nghe tiếng máy không à. Nó chín nhưng mà chưa được chín mùi. Để nó chín mùi thì sẽ bị nứt, rất là uổng. Thôi ăn đỡ như vậy đi ha. Wow, cũng ngon lắm các bạn. Cái phần ở dưới cái cuốn đó, nó còn xanh, nó hơi chát. Còn cái khúc trên nè, nhai cái hạt nó, nó nổ ở trong miệng, nó giòn, lụp. Wow, ngon. Sung ở đây bẻ ra, nhìn ở trong rất là đẹp ha. Hột giòn ơi là giòn. Đó. Ăn cái rũ ở trong thôi ha, để vỏ lại. Wow, ngon. Để chín nữa thì sẽ ngọt, sẽ ngon hơn, nhưng mà như vậy là ngọt đủ rồi đó. Ăn cũng ngon rồi. Chín nữa thì nó sẽ bị nứt hết trơn. Ăn hết mấy cái thịt ngon ở trong để cái vỏ lại. Tại vì cái vỏ nó chưa chín mềm, nó mềm thì mình sẽ ăn, nó không có bị chát. Ngon ha. Ăn tiết kiệm cho hết luôn. Rồi, ăn đã hết cái sốc rớt. Hết rồi các bạn. Đó, cái đuôi của nó vẫn còn xanh ha. Cái vỏ xung quanh này mình ăn hết trơn rồi. Mấy trái này đợi khoảng tháng 2 tháng nữa chắc chín, rồi mình hái hết luôn ha. Rồi, đã tới những thùng dâu rồi các bạn ơi. Bây giờ dâu nè, dễ thương lắm, ra hoa thôi. Những cái hoa thiệt là trắng, nõn trắng nà. Đó, nhìn cái hoa xinh chưa, nguyên cặp nè. Ít bữa nữa sẽ cho mình trái, biết có kịp tới cuối tháng 11 không, để xem có trái nào để hái không. Ồ, ở trong này có trái này bị hư rồi nè. Đó, không ra hái lại hư, thấy chưa. Đó, còn trái sống thôi, trái còn xanh thôi các bạn ơi. Rồi, thùng dâu thứ nhất chỉ có vậy thôi các bạn. Đó, thùng dâu thứ hai xem sao. Đó, thùng thứ nhất đã xong, qua thùng thứ hai. Bây giờ các bạn, mùa thu sắp tới đó, chim chóc nó về quá chừng ở trên kìa. Đó, nó hót, nghe ồn luôn ha. Ở trên cây thông nó quá chừng chim chóc ở trên. Rồi, thùng thứ hai xem có trái nào không.
Ơi, thùng thứ hai ơi, làm ơn cho vài trái đi ha. Ồ, đây 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 đây. Đã chưa các bạn? Làm ơn cho vài trái đi. Có một trái đây nè, ra liền ha. Đó, hái thôi thích quá à. Ra tưởng không có trái nào, sợ lắm các bạn. Khi mà quay dâu cho các bạn xem đó, mình chỉ mong có trái để quay cho nó vui thôi. Không có trái thì nó buồn lắm. Có một trái vậy là được rồi đó. Nguyên chín thùng dâu mà một trái thôi cũng được rồi. Còn mình quay nữa không có thì cũng không sao nha các bạn. Các bạn yêu cầu mà nói, cô ơi không cần có trái đâu, miễn sao xem những lá dâu bui bui cho mấy tụi con xem cho đỡ nhớ là được rồi. Trời ơi, sao mà nghe như vậy, sao mà mình thấy trong lòng nó vui, nó rộn rã làm sao. Đó, nè có trái nè, trái sống thôi, còn còn xanh còn trắng. Bui thêm xem có trái nào, có trái nào nữa. Làm ơn mấy trái dâu ra giùm cái đi để quay cho các bạn xem. Wow, các bạn ơi, nhìn vui quá, tưởng không có trái chứ. Dễ thương thiệt đó. Đó, đã chưa? Đây 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 đây, mấy con sâu này không thương được. Nó ăn rồi nè các bạn. Nó ăn như vậy nè. Đó, ăn đợt này nó ăn nhiều quá ha, ăn hết gần hết trái dâu luôn. Bỏ ra đây đi. Mình không ra thì mất hết mấy trái dâu này rồi còn gì nữa các bạn ơi. Đó, nguyên cặp này nè, cặp này một trái hươm, một trái chín. Đó, như vậy là rất là đẹp rồi. Hái. Ha ha, được một cặp. Dễ thương chưa? Đó. Thùng dâu ơi, dễ thương quá chừng. Còn đâu nữa? Ở đây nữa nè. Đừng nói là không có. Đâu, bị cắn rồi các bạn ơi. Tội nghiệp trái dâu của mình còn có mấy con sâu gì nhỏ nhỏ ở trong, núp ở trong đó ăn nữa kìa đó. Giống như mấy con giòi thì có, các bạn thấy chưa? Mấy con sâu này. Đó. Bắt nhốt nó hết. Đó, để đó chút xíu nữa nhốt nha. Hừ quá. Phạt mới được. Bữa nào phạt mấy con sâu này mới được đó các bạn ơi. Đây, đây trái này có bị cắn không vậy? Ok, trái này ok. Trái này chút xíu nữa mình vô mình rửa đi, mình chấm muối ăn ngon lắm các bạn. Nhìn là đã thèm rồi. Nhìn là trong lòng nôn nao, miệng thì chảy nước miếng muốn ăn liền á các bạn. Đã quá à. Thiệt mình lại thích chua mới chết đó chứ. Đó. Còn nữa không? À, thùng thứ hai cũng được đó chứ. Mấy con sâu này nó phá của mình hai trái rồi chứ không thôi còn nhiều lắm đó các bạn. Mấy trái này mấy ngày nữa ra hái nè. Một trái ha. Mình hẹn nha. Hẹn hẹn chừng 4 ngày nữa ra thăm nha. Đó, hẹn chứ không thôi là quên. Đó, cái này cũng vậy luôn nè. Cái này thì còn lâu. Đó. Để nhìn nhìn để mình nhớ để mình ra mình hái chứ. Ờ, mấy con sâu này nó không tha cho mấy trái này được. Thiệt tình. Hết rồi đó. Hết rồi đó các bạn. Được mấy trái? 4 trái nè. Tiếp tục qua thùng thứ ba. Thùng thứ ba đây. Để coi, để coi, để coi, để coi. Coi có trái gì không ta? Là hoa thôi sao? Không có trái nào. Thùng thứ ba này là nhiều trái nhất nữa. Bây giờ lại nghỉ nghỉ lâu quá à, không ra hoa luôn. Bồ công anh này các bạn, cây bồ công anh đây. Đó, núp ở trong này để đây tí cho thỏ ăn. Không có các bạn ơi. Rồi, qua thùng thứ tư. Thùng thứ tư đây nè. Có trái gì không mà nhìn sao thấy hẩm hiu quá vậy. Lá thì già rụng. Đó đó đó. Rụng lá nâu nâu hết trơn nữa. Đây có trái nè. Ok, có trái cũng ok rồi. Trái này ngon lắm đó. Ha. Ok ha. Hái nè. Quá chừng đã nè. Đó, đó, mấy trái dâu chạy đi đâu hết trơn rồi. Đã ít rồi mà còn lăn tùm lum hết. Nằm y tại chỗ đi, nằm im đó. Còn nữa không? Đang ra trái non thôi các bạn. Rất là nhiều trái non ở đây nè. Đó, nguyên chùm luôn ha.
Trái này hươm nè, thôi hươm còn xanh quá. Ồ, trái này cũng ok nè, hái luôn đi. Mấy con sau này không có tin tưởng nó được đâu. Để đây trái hươm nó thích nó cũng ăn luôn à. Tới khi mình ra là hết. Đó. Trái này sao nó bị gì ta? Hả? Nó bị dập. Ok, để nó đi. Tí lựa ra ha. Còn nữa không? Nè, một mớ trái xanh nè các bạn. Mớ, đây nè. Mới thấy mớ mà. Trái xanh không à. Cái ngó này nó bò ra đây làm kia. Cắm nó xuống. Bây giờ mình cắm sợ dơ tay quá. Cái tay mình nó đang bị đứt nè, đang bị thương nè. Bôi cái dầu này nó xót quá chừng. Cái dầu này mỗi lần mình đụng tay vô nó ngứa lắm các bạn. Cái lông dầu á, cái lông của trên cái lá đó. Thôi, xong ha. Đó, đó, đó. Có mấy trái mà sao lăn dữ vậy nè. Tại chỗ đi. Rồi. Cây này là cây dâu bạch tuyết, không có quay đâu, nó không có ra trái. Đây, cây dâu bubble berry, nở hoa mà nở rộ trắng hết trơn, nở dưới gốc không mà các bạn. Ra trái nè, đó, ra trái đó. Ra hoa, ra trái đó. Để xem. Nè, trái non nè, các bạn thấy không? Cái trái này nó không có lớn. Đó. Rồi, ở đây có một trái màu hồng nè, màu hồng tươi, thiệt là tươi. Đó, có con gì cắn chưa vậy? Bubble berry đó các bạn. Mùa thu mới ra trái, ngộ thiệt. Đó, các bạn thấy không? Nhìn đó, các bạn thấy cái dâu bubble berry chưa? Nó khác hẳn với màu dâu thường ha. Hồng, hồng tươi. Dễ thương quá. Để xem tìm có trái nào nữa không. Ha, trái ơi là trái, ra đây đi. Hỉ? Ra đây đi, ra đây đi. Đâu rồi? Có nấp không vậy? Nấp ở đâu rồi? Ra hoa thấy thương chưa? Chắc là mùa tuyết tới đây thu dâu bubble berry thôi, chứ có dâu gì nữa đâu thu. Ra hoa. Rồi hết rồi đó các bạn. Hết thiệt ha. Rồi qua thùng thứ thứ mấy đây ta? Thứ 7. Rồi thùng thứ 8. Thùng thứ 7 có trái nào thì ra đây đi. Hả? Có trái nào không? Trái xanh thôi. Wow, đựng trái nè. Hái liền. Hái là chớp liền. Thôi, được một trái hươm rồi. Cái thùng thứ 7 nè. Còn trái nào nữa không? Thấy gì đây mà? Mới thấy. Đây. Thấy hồng hồng đỏ đỏ là mình mừng lắm rồi. Ok ha. Trái này ngon nè. Đã thiệt. Hái được rồi đó. Ngon chưa? Một cặp. Dễ thương ha. Như vậy nhìn mới ngon nè. Đâu rồi? Để mãi trên đây. Đó, dâu ơi là dâu quá xinh. Đó. Ok ha. Rồi, tới đây. Xem thùng. Ao. Mấy cái gài đáng này. Mấy cái gài đáng trách này quá chừng. Trời. Nó chích mình. Nhức luôn cả chân luôn các bạn ơi. Sao nó ra đây nhổ cái gai này mà cứ quên hồi à. Để cho nó chích. Rồi. Còn nữa không thì hái. Không còn nữa thì thôi. Đau quá à. Trời. Không có nữa các bạn ơi. Cho được có chừng đó thôi à. Uổng quá. Rồi xem bên này có trái nào không. Thùng thứ 8, thứ 9 gì đây nè. Tốt quá chừng. Mà không có trái à. Không có trái sao. Không có các bạn ơi. Hái được chừng đó là vui rồi. Ok. Hết rồi đó. Cây rừng. Thấy nhổ liền. Nhổ. Ok ha. Hái được có mấy trái à. Buồn quá nhưng mà ok. Thôi đi. Không hái. Hái vậy là được rồi. Còn nữa không? Qua thùng dâu trị view thăm xem. Mấy cái dâu này là mình cấy sâu xuống nè các bạn. Đó, cấy riêng cái thùng. Mấy thùng lần đó. Thùng nào mình cũng cấy hết trơn á. Sang năm á, ra trái tha hồ mà hái. Ở đây dâu trị view nè. Trị view bây giờ thấy điều hiu quá vậy.
hả? Có thấy gì đâu, toàn là hoa thôi, trái nhỏ nhỏ nè. Hoa với trái thôi các bạn ơi, không có ra cái chín gì hết trơn. Thôi, không có. Cái dâu mình mới cấy xuống sau này nè các bạn, nó cũng có một chùm trái nè, cái trái này đã chưa nè. Cái giống này là giống dâu triệu view mình bỏ qua bên này. Trái này vô chắc chấm muối ngon lắm. Nhưng mà mình muốn để cho nó chín một hai ngày nữa các bạn. Mình hái chắc đẹp lắm ha. Đó, nhìn cái trái cứng cáp, nhìn cái trái bự như nấm đấm ha. Đó, đã chưa? Đã ha, chắc nụ vậy. Thôi, hai ngày nữa hẹn sẽ ra hái trái này. Trồng sau mà cũng ra trái này. Mấy cái ngó mình cắt bữa hôm mình cấy xuống đó các bạn. Rồi, giờ đi hái gì nữa đây? Rồi các bạn ơi, ở đây có một mớ cà chua vàng nè, mình tranh thủ hái đi. Đó, cà chua vàng này ăn ngọt liễm luôn các bạn. Ngọt lắm ạ. Không biết để đâu nữa. Nó lăn một cái là trúng mấy trái dâu ạ. Đó, để đó đi. No. Để đó. Bự không à. Trái này hái vô mấy ngày chín nha. Để đây là xong với mấy con sóc. Đó, trái nào trái nấy bự thiệt là bự. Còn chưa? Còn nữa không? Đây nè, đây có một cặp cà chua vàng chín ngon. Hái thôi. Đó, lạnh quá nó nứt nè các bạn, nhưng mà vẫn còn ăn được ha. Đi đâu vậy? Nằm tại chỗ đi. Đó. Mưa xuống rồi nó hư hết. Này ok ha. Đó, mới cà chua vàng đó. Còn nữa thì hái. Đây. Trái này vậy là hái luôn được rồi. Một mớ luôn. Tha hồ vô mà ăn. Đó, đây nữa nè. Đó, có màu đỏ cà chua lên cái nó đẹp liền. Đây. Cà chua này ngon quá ha. Đây mớ cà chua nữa nè. Đây nữa nè. Kia. Để đó mình bắt cho. Hái được. Trời ơi, dài quá ha. Đó. Đã chưa. Vừa cà chua vàng, vừa cà chua đỏ. Có dâu nữa. Lần nào đem cái rổ này ra hái cũng được. Trái cây nhìn màu đẹp thiệt là đẹp đó các bạn. Mấy cái cà chua bi này. Mấy ngày này vô ăn cà chua mệt nghỉ luôn các bạn. Ăn đói hết rồi. cho bà con hàng xóm nữa. Đó. Trái cà chua dài này ngon lắm á. Hấp dẫn chưa? Mỗi ngày mỗi màu cây trái nó khác nhau ha. Các bạn có thấy cái trái này nè. Trái này là trái cà chua màu cam. Nó bự thiệt là bự luôn đó các bạn. Nó bự gấp đôi trái cam đó. Nó bự lắm. Đó các bạn thấy không? Quá ngon luôn ha. Nó chín nó màu cam đặc biệt lắm đó. Ăn rất là ngọt đó. Mình đã ăn thử ở ngoài chợ mình thấy ngon, cho nên mình lấy giống mình trồng đó nè. Đó, leo lên đây nằm cũng được luôn á. Hai ngón tay lên trên này nằm được, chứ không phải mình leo nha các bạn. Đó, ngon chưa? Ở trong này có một cặp chín này, làm sao mình hái được đây? Bỏ ba trái này đây đã, rồi hái tiếp mới được. Ham cầm nhiều là không hái được cái gì. Một cặp chín đẹp. Rớt đâu à? Ok, ở trong này cà chua chín nó rớt đầy ở trong này các bạn thấy không? Đó, hái được ba trái. Mình mê cà chua dài này lắm. Để một hai ngày nó chín đỏ lên ăn ngọt sợt luôn. Ha. Mình quay cái chậu bông artiso của mình cho các bạn xem nè. Hôm nay cái bông artiso nở quá đẹp luôn ha.
màu tím ơi là tím rồi, nở ra nhìn những cánh hoa của mình xếp như vậy bây giờ nở lên quá đã luôn ha. Hái vô nấu được chưa? Đây, cái này chưa ra hoa nè. Cái cây tốt quá chừng luôn, cái cây bên này không tốt lại ra hoa trước, cây bên này tốt thì không chịu ra hoa. Ngộ quá ha. Đi ngồi bí gì bây giờ cứ ngồi ra nụ rồi đứng luôn rồi không thấy ra hoa nữa, ra nở cái bông này. Đó, đi ngồi nở cái bông ra cái trái nè, thấy chưa, dễ thương chưa. Đó, vậy mà trời lạnh đâu có lớn nổi đâu. Ok, mình hái mấy trái dưa leo hôm nay ha. Đó, trái dưa leo như vậy là chín rồi, đủ trưởng thành để mình hái rồi đó. Nè, đụng vô nó rụng gai này đó. Ok, hái cái cuốn đâu à, cuốn đây này. Đó, bạn ha. Wow, tươi rò rói luôn, vô tha hồ ăn mà giòn. Đó, để làm sao để tránh mấy cái dao ra. Nó sợ lăn mấy cái trái này đụng trái dao quá à. Trái dao nó lẽ cho nằm riêng mới được à. Nằm riêng ra. Đó, mấy trái cà chua nằm riêng. Ok ha, để vậy đi. Còn nữa, còn dưa leo nữa mà các bạn. Ê, cái trái này ok hái luôn ha. Hôm nay tối mình vô mình cắt dưa leo ăn. Nhỏ nhỏ về ăn được hái luôn. Bây giờ để là bị hư. Ngon chưa? Đó, tươi, giòn, xanh đậm vậy, cắn ăn giòn rộp rộp. Đã thì là đã. À, thèm dưa leo chấm muối ớt quá. Rồi còn nữa không? Nữa không ta? Thế đâu mà. Ok, trái này nè, lạnh quá. Nó bị eo khúc ở đây, nó phình cái bụng ra. Thường quá, đón vô nhà luôn đi. Ăn trái này ngộ ha. Hai trái. Trồng có 2-3 cây dưa leo mà hái mấy lần rồi. Ở đây thì có trái cà chua. Cà chua này giống cà chua màu hồng á các bạn. Nó như vậy mình hái luôn đi. Để đây mấy con chuột sóc nó tới nó phá thôi. Cứng quá vậy. Ok, ra rồi đây. Ngon ha. Đó, xếp vô đây. Đã quá. Bạn có thấy cây này là cây bắp cải của mình đó. Mình trồng bằng cái cùi bắp cải mình ăn xong mình trồng nè. Bây giờ đã ra hoa nè. Đó, đây nè, chuẩn bị ra hoa nữa nè. Cây tốt quá chừng đó, trồng có cái cùi tưởng mình bỏ đi rồi nhưng mà ra rất là nhiều lá. Cái này mà mình ăn lá cũng được đó. Rồi mình lấy giống nè, sang năm sẽ cho mình giống đó. Quá chừng luôn ha. Đó, một cái cùi thôi mà nó ra quá chừng là nhánh đó. Mỗi nhánh như vậy có thể ra một bắp cải nè, đây nữa nè. Nhưng mà cái này nó không ra bắp cải đâu, nó ra bông, nó ra giống vậy nè các bạn. Đó, ra nhiều giống lắm á. Cái gốc của nó rồi đó, các bạn thấy cái gốc nó chưa, nó chặt cứng luôn, không có quay được luôn á. Kế bên là cây bầu. Cây bầu hôm nay á nó lạnh đó, cũng ráng ra trái được cho mình nè. Đó, cái trái này mới ra mấy ngày thôi, nhìn non thì là non đó. Xung quanh những cái lông tơ của cái trái bầu nè quá đẹp luôn ha. Rồi mình sẽ hái bầu hôm nay. Hôm nay có trái nào bự bự là mình hái hết. Mình để là nó bị lạnh, nó chai, nó không còn ngon nữa. Wow, ở đây một cặp bầu nè. Bầu bong bong, nhìn cái da. Da này hồi trước mình nói là nó copy da của con thỏ bong ở trong chuồng nhà mình đó các bạn. Nên nó bong bong như vậy đó. Thiệt tình, nó dễ thương quá chừng. Thôi hái hết hai trái luôn nha. Đó, hái vô. Ngày mai hay tối nay có một bữa bầu xào ăn thiệt đã nha. Đó, giờ làm sao hái? Hả? Hái sao các bạn? Cái tay mình đang bị đứt tay đau quá. Giờ sao ta? Bẻ, bẻ rớt ra rồi. Đã chưa? Nhanh ha. Đó, bỏ vô trong cái rổ này. Ngon chưa? Còn non lắm á các bạn. Cuốn này nó dày quá các bạn ơi, vặn không ra. Mình mới đi tìm được cái kéo ở trong vườn này, mình cắt cái trái này xuống nha. Đó, rớt cái giọt lên đây. Wow, ngã ra đây. Dễ thương chưa? Bự ha. Đó, vậy nấu ăn không hết đâu các bạn. Bự chưa? Nè, vẫn còn non ha.
Đó, còn mấy cọng lông tơ nè. Ngon chưa? Đi vô nhà ăn ha. Đó, trái cây hôm nay nè. Còn đi qua hái một mớ xà lách nữa thôi. Hái được hai trái bầu, một ít dâu. Đó, cái cây dưa leo này mình trồng sau nè, vô trong gần mấy cái thùng cà chua đó. Cũng ra trái nè. Có gai đó, bẻ thôi. Hái hết vô. Một trái nữa. Thành mấy trái dưa leo, 4 trái dưa leo hôm nay ha. Tiếp tục đi tìm thêm. Đó, ra vườn là có rau quả, có trái cây các bạn ơi. Đi tìm thêm đi. Đó, bây giờ mình đã hái được một ít rau quả, trái cây. Mình để đây. Đây, xà lách. Để cái rổ đây chút xíu nữa ra thu hoạch hết xà lách vô nha. Rồi bây giờ vô trong này nè. Mót được trái Việt Quốc nào thì hái ha. Nãy thấy mấy con chuột á, nó tới nó lấy, nó ăn mấy trái ở dưới á. Chuột nó cũng thèm trái Việt Quốc này nữa. Mình lo mình còn mấy trái thì mình hái hết vô. Ngon chưa? Đây nè, thu gần hết rồi đó các bạn. Mấy ngày ra thu lần. Ngon ha. Tiếp tục ở dưới này nè. Quá chừng trái chín ở dưới này. Wow, hết chỗ để rồi. Để gần dâu đi. Đó, Việt Quốc đó. Tổng hợp trái cây đó. Cái trái quá xinh đẹp luôn. Tươi. Sang năm á, mình trồng nhiều Việt Quốc. Tha hồ mà hái. Hái không biết tới tháng mấy mới hết nữa. Bây giờ sắp tới tháng 10 rồi ha. Mà vẫn còn Việt Quốc nè. Vẫn còn blueberry. Có trái nào ngon không? Ok, trái này ok, trái này nè. Còn đâu nữa? Đi. Khó cầm quá. Mấy trái nó nhỏ mình cầm nó cứ lăn tăng. Mấy trái này hái luôn. Vô tha hồ mà ăn chua nha. Hái hườm ăn chua lắm các bạn. Mấy trái này ngộ chứ, nó nhỏ tí mà nó chín đen thì là đen nha. Đây, có cái trái đẹp chứ. Chín rồi, chín gà mới chín rồi. Bóng. Ngon ha, nhìn y như trái lựu mini. Giống cái lựu. Hái thôi. Còn nữa không? Đây nè. Dưới nè. Trái. Cái chùm này cũng đẹp quá ha. Thôi, hái như vậy thôi. Đây, hái luôn. Còn nữa không? Đây, trái này nè, mới thấy mà. Hai trái luôn á. Chín mùi thì là chín mùi. Không có rõ gì hết trơn. Vậy cũng ok. Có trái cây rồi đó. Đó. Để gần dâu ha. Ngon chưa? Wow. Hái càng nhanh càng tốt. Để mấy cái con gì đó nó ăn hết à. Đó, trời mưa xuống mấy con sen nó tới nó ăn. Hái xà lách vô để dành trong tủ lạnh ăn được mấy ngày đó các bạn. Đó, tươi mà. Đồ mình trồng quá là ngon luôn á. Hẹ nè, bây giờ hẹ cũng lên tốt ha. Đó, mùa đông hẹ vẫn còn sống đó các bạn. Mùa sau cái hẹ lên tiếp. Hẹ rất là dễ sống. Ngắt ngang luôn ha. Xanh mơn mởn. Tươi thiệt là tươi. Giờ không biết nói về gì nữa các bạn. Nguyên cành bẻ luôn. Vô làm cơm sườn tắm bì. Bỏ salad lên với cà chua lên. Ăn tuyệt vời nha. Lâu rồi chưa làm cơm sườn bì chả ăn ấy. Mỗi lần mình nấu ăn á,
mình lười biếng quay quá các bạn. Quay mỗi lần quay cái thời gian nó dài, nó phải chuẩn bị nhiều cho nên nấu ăn hay trốn lắm. Bữa nào rảnh rỗi nấu ăn mình quay cho các bạn xem ha. Quá chừng ngon. Xà lách mùa này sao nó non dữ ha. Mình gieo bao lâu rồi, mình ăn bao lâu rồi, nó vẫn còn đây nè. Cái lên hò như vậy. Cây này ngon nè. Wow. Xà lách này còn ăn món gì ngon nữa các bạn? Trộn, xà lách trộn. Trộn cũng ngon. Hái sợ vướng mấy cọng hẹ này ghê luôn các bạn. Cọng hẹ mọc quá ha. Thơm lắm à. Động vô cái hẹ nghe mùi mùi thơm mùi hẹ cái lại thèm bánh xèo. Ra vườn rau ấy, đụng vô rau cỏ thì thèm đủ thứ món ăn hết trơn mà lười biếng nấu. Ngon chưa? Còn nữa không? Hái hái đi, hái cho hết đi. Đẹp ha. Rau gì mà đẹp. Đẹp, thương thiệt là thương. Trồng cái gì cũng thấy thương hết các bạn. Đó. Tươi gì mà tươi dữ vậy không biết nữa. Mình mà được tươi giống như rau thì cũng vui rồi. Lúc đâu phải lúc nào mình cũng tươi đâu, có ngày mình cũng quạo. Mình quạo mình khó chịu chứ bộ. Đó. Ngon chưa? Nhìn cái rổ rau thiệt là đã. Các bạn ơi, kết quả thu hoạch hôm nay nè các bạn. Được một rổ xà lách, nhìn mê chưa nè. Quá chừng, ngon quá ha. Rồi bên này nè, cà chua. Cà chua dưa leo, rau nữa nè. Đó, mấy trái dâu là các bạn thích nhất đó. Mình cũng thích nữa. Rồi kia, hai trái bầu. Quá đã, quá ngon. Vô chắc hấp cái gì. Mình mổ trái bầu rồi mình bỏ con cá con gì vô mình hấp mình ăn thử ha. Trời ơi, nhìn nó thấy thương quá. Đó. Đã chưa các bạn? Vậy ha. Mình đi vô nhà đây. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Đã hái rau quả cho các bạn xem. Tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.